Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc chặng đua dài kỷ lục 242 km ở chặng đua thứ 9 của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2018 từ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đi thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thì ngày hôm nay 11 tháng 9, các tay đua tham dự giải được nghỉ một ngày. Và để tạo ra sự gắn kết gần gũi và vui vẻ giữa các vận động viên tham dự giải thì vào buổi tối ngày hôm qua, ban tổ chức của giải đua đã tổ chức một buổi giao lưu hết sức đầm ấm, ý nghĩa và đầy màu sắc. Buổi giao lưu giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 diễn ra trong không gian ấm áp và vui vẻ. Những tiết mục văn nghệ sôi động chính là điểm nhấn được mong đợi nhất trong buổi tối ngày hôm qua. Sự cạnh tranh quyết liệt trên đường đua đã tạm gác lại để nhường chỗ cho bầu không khí thân thiết của tình bằng hữu. Tay đua đang nắm giữ chiếc áo vàng David Van Aert không chỉ cho thấy khả năng xuất sắc trên đường đua mà trên sân khấu anh còn là một vũ công rất điêu luyện. Trong khi đó, Bang Seon Hoe dù gặp phải chấn thương trong trận đua ngày hôm qua, nhưng điều đó không làm giảm đi sự nhiệt huyết trong ca khúc mà anh dành tặng cho tất cả mọi người. Buổi giao lưu hôm nay thật là tuyệt vời. Tôi đã có dịp trổ tài khả năng nhảy hip hop của mình. Những dịp như thế này giúp cho mọi người gần gũi và hiểu nhau hơn. Cũng trong buổi gala, ban tổ chức đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới thành viên của các đội đua có ngày sinh nhật trong tháng 9. Một hành động nhỏ nhưng mang tới nhiều ý nghĩa. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức về buổi tiệc ngày hôm nay. Rất vui vẻ và ấm áp. Những giờ phút mệt mỏi đã để lại phía sau để chúng tôi cùng nhau tận hưởng những khoảng thời gian thoải mái nhất. Buổi gala kết thúc trong tình thân ái và hòa đồng của tất cả các thành viên tham gia giải đấu. Một buổi tối tràn ngập niềm vui và tiếng cười sẽ giúp cho các vận động viên có được tinh thần thoải mái trước khi bước vào chặng đường quan trọng ở phía trước.